ty Ăn Sạch Uống Sạch cung cấp trọn gói các dịch vụ từ tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công cho đến chăm sóc vườn rau trọn gói, đảm bảo cho quý khách hàng có đủ rau sạch sử dụng hàng ngày. Với các kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, tiện ích, thẩm mỹ, dịch vụ bảo trì, hậu mãi tận tình. Hàng loạt ưu đãi bất ngờ dành cho những khách hàng đăng ký mới. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn, liên hệ số điện thoại Zalo để được tư vấn tận tình. Chào quý vị, hôm nay kênh kho tài liệu xây dựng giới thiệu tới quý vị một cái loại căn hộ dịch vụ cho thuê phổ biến trên thị trường hiện nay. Thì căn hộ này được xây dựng bởi công ty cổ phần xây dựng Chính Thắng, thì mới bật bàn giao. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái căn hộ dịch vụ này. Thì căn hộ dịch vụ này là căn hộ dịch vụ gồm có 2 phòng ngủ. Các vật liệu vào ngoài thì có một cái cửa đi, là cửa này là chủ nhà dùng cái nhôm sinh pha, sinh pha kiếm mờ này, rất là hiện đại. Thì đây là bước vô phòng thì trước tiên sẽ gặp được ngay được một cái phòng vệ sinh. Đây thì trong phòng vệ sinh thì bên đây thì có bố trí đầy đủ các thiết bị cần thiết cho một cái nhà vệ sinh, như là lavabo, bồn cầu, giò tắm, hoa sen. Thì cái này thì bên gia chủ thì họ cũng có đầu tư cái phần năng lượng mặt trời dùng cho mặt trời. Ngoài ra thì trên trần đây có cái nắp thông trần. Trên đây thì người ta bố trí cái đồng hồ điện, đồng hồ nước trên đây. Lý do bố trí đồng hồ nước trên đây thì tiện cho cái việc mỹ thuật của một cái nhà vệ sinh. Đồng thời cái đồng hồ nước thì cách lưu ghi đồng hồ nước thì chỉ cần ghi số đầu rồi sẽ cập nhật theo một cái khung bình, cái khung khối lượng nó chuẩn. Sau đó ví dụ như khách chuyển đến chuyển đi thì sẽ chốt số sau. Nhưng tiếp theo thì sau cái cánh cửa này thì có bố trí một cái tủ điện trong phòng. Là tủ điện phòng, thì tủ điện phòng này gồm có 5 CP. Thứ nhất là CP tổng phòng, thứ hai CP là CP chống giật, là CP dành cho khu bếp, CP ổ cắm, CP chiếu sáng, và CP là dự phòng cho cái máy lạnh của phòng khách. Hiện tại đặt chỗ kia đang âm tường. Đây thì đây là cái không gian của một cái gần như là một cái phòng khách nhỏ kết hợp với cái khu bếp của căn hộ dịch vụ này. Thì đây bên chủ đầu tư thì cũng có đầu tư một cái bộ bàn ghế dài và một cái bàn nhỏ. Còn đây là bộ bàn ăn gồm 2 ghế đặt ở đây. Thì hiện tại vị trí đây thì đặt chưa đúng lắm, lý do là đang tiến hành vệ sinh nên là chưa được cho nó bài bản lắm. Còn ở đây là khu bếp, thì cũng như những khu bếp bình thường khác thì cũng bố trí gồm có chậu rửa chén, vòi sen và cái khu vực ổ cắm điện dùng cho các thiết bị điện. Ngoài ra thì chủ đầu tư còn đầu tư thêm tủ bếp dưới gồm có 2 ngăn. Tủ bếp dưới này thì cũng nói sơ thì kết cấu là bằng khung bán alu tắm xung quanh, và cửa mặt ngoài là ở bằng cửa gỗ. Đây là khung alu này. Đây là khung sắt phía trong này lát bằng mặt đá, và ở ngoài sẽ bọc là một cánh cửa gỗ. Thì nhìn vô thì nó cũng rất là sang trọng. Đây, có một ngăn bếp. Đây, như này thì thấy rõ cái khung sắt hơn. Đây, bằng alu. Thì căn hộ dịch vụ này là có 2 phòng ngủ. Thì phòng ngủ thứ nhất, thì trong phòng ngủ này thì cũng có đầy đủ thiết bị, cũng có đầy đủ vật dụng như là giường, táp đầu giường, tủ này, tủ kéo, có chỗ móc đồ. Đây là tủ. Căn hộ dịch vụ này thì rất là thoáng, có cửa mở, nhìn qua nhà view
rất là thoáng. Đây là rèm. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Thì phòng ngủ này thì chủ đầu tư cũng có đầu tư hệ thống máy lạnh sẵn để cho khách dùng. Đây là phòng ngủ thứ hai. Thì cái diện tích nó thì nó cũng, và các vật dụng thì cũng ngang ngửa giống như cái phòng ngủ một vừa rồi. Đây, máy lạnh. CB máy lạnh. Đây, tủ. Táp. Táp đầu giường, bị giường. Rèm. Thì bây giờ view này rất là đẹp. View này có thể nhìn qua được một cái trường học cấp 1. Rất là thoáng. Thì diện tích trung bình một cái căn hộ dịch vụ này thì một cái phòng ngủ này thì khoảng 8 m², hai căn thì 8 m², một cái căn này thì cái căn phòng khách này là khoảng được 12 m². Thì tổng cộng một cái căn hộ dịch vụ này thì gần được quần được 30 m². Thì hôm nay kho tư liệu xây dựng giới thiệu với quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.